Rồi trời sáng không mày ơi, sáng nay giờ mình tiếp tục dậy sớm để đi săn mây, hy vọng sáng nay sẽ có mây làm quay clip đẹp đẹp cho các bạn xem nha. Rồi mình thất bại các bạn ơi, một lần nữa không có mây để mà săn, tay không về nhà luôn. Hẹn dịp sau nói ấy. Bình thường nó hay mà, câu nào cũng đớp được mà. Đã có chụp cái đầu chè hôm nay nó chụp cho. Có may thì mình chụp hình với đầu chè với các bạn. May săn 2-3 ngày không thấy đâu hết. Đây các bạn, đầu chè xanh mướt luôn nha các bạn ơi. Mấy bên đây không thấy may gì hết các bạn ơi. Chắc là do mấy cái tu binh này sao á. Nope. Gió đây nhiều cực kỳ luôn à, nó quạt ngày đêm luôn, nó quạt vù luôn á à, quá chỗ đất. Gió đây cực kỳ mạnh luôn. Đứng trên mấy quả đồi đó là gió thổi vù ngang tai luôn các bạn. Xa, phía xa kia các bạn thấy không? Đoàn tàu gỗ. Đấy, đẹp chưa? Bóng gần để các bạn xem nè. Đấy, đoàn tàu gỗ nè. Đẹp cực kỳ. Zoom gần xíu nữa nha. Đấy. Nhìn như một người chơi. Sáng nay nhà mình đi săn mây không được thì giờ nhà mình sẽ vô cái điểm du lịch là quán cà phê Findeli. Đây, Nova World Đà Lạt nè. Cầu Đất Farm. Đây. Thấy trên mạng cái điểm này check-in khá là đẹp. Đây, đây cái khu Nova World này các bạn. Đẹp chưa? À. Đẹp quá ta, đẹp ha. Ồ, chỗ này quá đẹp các bạn ơi. View cực đỉnh luôn nè. Ồ, có chỗ đặt phòng cắm trại nè. Lều cắm trại nè các bạn. Cái lò nướng BBQ. Lò nướng BBQ không? Đẹp chưa? Đây quán cà phê nè các bạn. Lạnh lòm luôn nè. Đây view dưới nè. Đỉnh thật sự. Lên cái điểm tham quan Hồng Treo Gió. Đây, cách 100m thôi. Đây, cái hướng này cũng lên cầu đất nè. Quán cà phê Panorama nè. Thiên đường săn mây. Thiên đường săn mây gì mà sáng giờ đi mấy quán cà phê rồi không thấy chỗ nào để săn mây được. Đi đâu vậy ba? Đi thương. Đi kia săn mây. Săn mây ở đâu? Đi săn mây sáng giờ cực quá mà không có thấy được mây các bạn ơi. Là
Lạc thì mấy anh em mình đi không thấy mưa, nhưng mà gió khá là to, đi lên mấy quả đồi gió lớn đó các bạn. Gió lớn đồng nghĩa với việc là mây nó không có tụ lại được, nó bị thổi đi mất rồi. Hai ngày thức dậy sớm mà cũng không sang được mây, quá là tiếc. Các bạn, người ta làm một cái nhà vòm ở trên nè. Đó, hồng treo lủng lẳng nha. Đó, treo hồng đó. Trời đó có đẹp không cô? Dạ, có vậy. Mà bữa nay không có mây rồi sao? Mình trả phòng và đi thôi. Bây giờ giúp chú ăn. Đây. Cái nước cho con đi. Bán xe, bán xe. Rồi, giờ mình đi rời khỏi thành phố này thôi các bạn. Cái này là khách sạn Wing Villa 2 nha, nằm trên đường đường Tam Phù Đổng Thiên Vương. Đây, các bạn nào mà có đi du lịch ở tại Đà Lạt thì có thể ghé khách sạn này. Nói chung phòng ốc khá là ok, sạch sẽ, rộng rãi, nhân viên nhiệt tình của bạn, nhân viên rất là nhiệt tình, dễ thương. Rồi, nhà mình đã kiếm được cái chỗ để mà ăn sáng nè, trong cái đường nhà chung. Hôm nay bán đồ sáng khá là nhiều. Đúng là tới thành phố du lịch này kiếm chỗ đậu xe ô tô cực lắm các bạn. Chỗ nào cũng có biển cấm đậu xe, cấm dừng xe hết. Giờ đậu đại biết sao giờ các bạn. Không đậu được, không đậu là không có kiếm được cái chỗ nào ăn uống hết. Xuân An, phường 3, thành phố Đà Lạt. Bún thịt nướng. Rồi, mời các bạn nha. Mời các bạn ăn nha. Rồi. Không ăn không? Không nói lấy chứ, có bún cho có làm nó khỏi rồi. Thịt ướp vừa ăn. Được. Sáng xong rồi các bạn ơi. Nói chung mà ăn uống cũng không có ngon lành cho lắm. Tại sợ bị phạt các bạn ơi. Giờ đường là chỗ nào cũng cấm dừng cấm đậu hết. Không biết phải đậu chỗ nào để mà đi ăn sáng. Đậu đại, tranh thủ ra xe thôi. Rồi ăn xong thì nhà mình sẽ ghé nhà bà chị chơi. Bà chị dâu của mình ở tại Đức Trọng. Rồi sau đó mới ghé chơi ăn uống, sau đó mới về Phan Thiết nha. Giới thiệu với bạn, đây là sầu riêng tại Đà Lạt. Hấp dẫn không? Miếng này là vừa chín tới. Nói chung là vừa chín tới nha các bạn. Ăn nó sực sực. Thơm, thơm nức mũi luôn. Yeah.
tuyệt vời. Rồi, nhà mình ăn uống no say rồi. Nhà mà chị xong rồi, giờ gia đình mình sẽ đi về lại Phan Thiết, về lại ngôi nhà thân thương. Đường đi nhà mình sẽ ghé thác Bảo Đại tham quan tí. Hello, chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng ở tại khu lịch thác Bảo Đại. Chỗ này thì không biết từ lý do gì mà đã đóng cửa rồi các bạn. Đây. Này nghe nói là cảnh rất là đẹp, nhưng mà không biết từ lý do gì đó mà đã đóng cửa rồi. Ở trong này thì mới bước vô thì tiếng phê kêu nhức hết cái đầu luôn á. Nhưng mà nhà mình vẫn quyết định đi vào đó tham quan coi nó như thế nào. Đây, đóng cửa nè, công ty Phương Vinh nè, di tích thắng cảnh quốc gia luôn. Rất tiếc là đã ngừng hoạt động rồi. Ở trong đây có nhà, vẫn có nhà này. Ủa thì các bạn ơi, khu lịch đẹp vậy mà bị bỏ hoang nè. Có người trong bay em à, có người rộng quá trời rộng nè. Trời ơi, rộng cái rộng nha các bạn. Thật chưa, có người trong đó nữa bà. Có người trong đó nữa, người trong đây chứ, tôi tham quan sao. Tôi đang tham quan anh. Tôi cũng tham quan. Đi ngõ này xuống nè. Dạ. À, nếu mà có mấy đường nít thì quẹo phải rồi đi xuống cái trời dưới này. Dạ, cảm ơn anh. Đây, đường xuống thác nè. Ủa các bạn ơi, chỗ này đẹp rộng cực kỳ luôn mà bị bỏ hoang quá ủ. Đây đường này, đi cẩn thận nha, đi theo ba nè, tất cả theo ba nha. Gần à, đi xíu xuống là tới à, có cái dòng thành mà đi dịnh theo, đi dịnh theo cái đít ba nè, dịnh theo cái áo ba, đi sau lưng ba nha, đi sau lưng ba nha, con đi sau lưng ba dịnh chặt cái áo ba. Cúi xuống. À, chỗ này đẹp chưa nè, còn có đá bự nè, quá trời đẹp. Đường nào, đường này, bên đây đi, quay qua được không? Bên trước bà. Rồi hỏi. Ý là đi cái đường nào xuống được em? Đường này luôn ha. Ok. Để cho cô qua từ. Rồi cái này là dễ nè, nó đi lên là dễ nè. Đây là đường xuống thác quanh co. Ồ, cái này có cái đá to như các bạn. Ô trời ơi. Như wow.
cũng như lạc vô tiên cảnh các bạn ơi. Đây thác này con, ghê chưa, wow, thác này thác Hòa Đại quá hùng vĩ luôn các bạn. Wow, nhìn kìa, wow, ghê chứ con. Wow, đi. Quá là hùng vĩ luôn. Nhưng mà cái đường đi hơi là khó nha, hơi rất là khó đi. Cầu vòng gì em? Con thấy cầu vòng không? Cầu vòng đó. Nè, ra nước chảy xuống tạo thành cầu vòng nè các bạn. Wow. Dưới thác rất là đẹp nha các bạn, nhưng mà đường đi xuống là hơi đáng sợ, lại khá là trơn. Rồi nhà mình chỉ đi được một đoạn thôi rồi quay lên, chứ tụi nhỏ không đi được xa được. Nói chung đi lên xuống khá là mệt nha. Giờ chụp vài tấm ảnh lưu niệm cái rồi đi ra. Rồi chụp đi. Nói chung là theo cá nhân mình thì đánh giá chỗ này khá là đẹp, nhưng mà đáng tiếc là hình như là có vẻ nó ngược đường so với đường đi Đà Lạt, hay là thiếu sự đầu tư thêm một chút xíu nữa nên không thể thu hút được khách du lịch. Đáng tiếc cho một khu du lịch thác Bảo Đại rất là đẹp mà lại bị bỏ hoang thế này. Hy vọng tương lai nó sẽ hồi phục lại và được đầu tư thêm vài bản hơn nữa để có thể đón được khách du lịch nhiều hơn. Xong rồi, giờ gia đình mình sẽ chạy thẳng về Phan Thiết luôn. Rồi cuối cùng gia đình mình đã về tới nhà an toàn, kết thúc chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhà mình nha. Các bạn nếu yêu quý nhà mình, gia đình mình thì nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho đây mình nha. Chào tạm biệt mọi người.